Chào mừng quý anh chị em đã đến với kênh Người Tìm Sử. Trong chuyên mục Người Tìm Cổ Vật số 1 kỳ này, mời quý anh chị đến với pho tượng Avalokiteshvara, hay thường gọi là tượng Quan Thế Âm Bồ Tát, một báu vật của nền nghệ thuật Champa. Hiện vật được đề cập trong câu chuyện cổ vật kỳ này là pho tượng được Henri de Pire phát hiện tại một tu viện nhỏ vùng Đại Hữu thuộc xã An Ninh, huyện Quảng Ninh của tỉnh Quảng Bình vào năm 1923. Đến năm 1954, tượng được Trường Viễn Đông Bác Cổ chuyển giao cho Viện Bảo tàng Quốc gia Việt Nam tại Sài Gòn, nay là Bảo tàng Lịch sử thành phố Hồ Chí Minh. Tượng được làm bằng chất liệu đồng, thể hiện một vị thần trong tư thế đứng trên tòa sen, khuôn mặt phúc hậu với đôi mắt mở khẽ. Phần đầu tượng đội chiếc vương miện hình vòng cung, chính giữa trang trí đóa hoa lớn, tóc được búi cao hình chóp nhọn, hay còn gọi là Jata. Mặt trước của Jata có chạm nổi tượng Đức Phật A-di-đà đang ngồi trong thế nhập đại định. Đây là một trong những yếu tố đồ tượng học xác định pho tượng phát hiện tại Đại Hữu chính là tượng Avalokiteshvara, hay còn gọi với tên khác là Bồ Tát Quan Thế Âm. Phần thân trên của tượng để trần được điểm tô bởi những trang sức ở cổ, bắp tay và eo trang trí với những đóa hoa lớn, tạo nên cảm giác nặng nề. Phần thân dưới khoác chiếc váy dài gọi là hoti, cài bởi một thắt lưng to bản có hình đóa hoa to dạng lá đề, với những tua xuống hai bên hông để lộ bàn chân dày và bằng phẳng. Qua cách tạo hình, chúng ta thấy rằng tượng Avalokiteshvara Đại Hữu được thể hiện trong hình tượng nam. Tượng có bốn cánh tay, hai tay phía sau, một tay như đang cầm quyển sách, tay còn lại cầm chuỗi hạt. Hai tay phía trước, một tay cầm nụ sen và một tay cầm bình nước cam lồ. Quyển sách được ví như kinh điển của chư Phật mà Bồ Tát muốn truyền bá cho thế gian. Theo một số nhà nghiên cứu Phật giáo, quyển sách mà ứng thân Bồ Tát có bốn tay cầm là Kinh Pháp Hoa. Chuỗi hạt tượng trưng cho niệm đại từ đại bi nối tiếp nhau không ngừng, tựa như hạt châu này sau kết hạt châu khác, tạo thành chuỗi ngọc đại nguyện cứu khổ cho thế gian. Hoa sen không những là biểu tượng của sự tinh khiết mà còn nói lên sức mạnh dứt trừ mọi dơ bẩn để tự thành sắc đẹp và hương thơm của trí tuệ. Hoa sen trên tay chưa nở biểu thị tánh Phật vốn dị sẵn có trong chúng sanh, nên ai ai cũng là vị Phật sẽ thành, như hoa sen sẽ nở. Bình cam lồ biểu trưng cho chiếc bình thanh tịnh chứa nước cam lồ, là thứ nước trong mát hứng từ sương tinh khiết. Bồ Tát với chiếc tịnh bình giúp cho người đang bị bức bách, hành hạ bởi cơn nóng khát của nhiệt não, của phiền lụy, được thoát khổ và tươi vui trở lại. Theo ý niệm của cư dân Champa thời đó, bình cam lồ của Bồ Tát còn dùng để tẩy trừ những uế bẩn trần tục và thu phục mọi yêu ma. Pho tượng tuy có dáng vẻ nặng nề nhưng lại tạo được nét sinh động và gần gũi, mang vẻ đẹp hiện thực, toát lên một sức sống mãnh liệt, mang giá trị cao về mỹ thuật cũng như kỹ thuật tạo hình. Là hiện vật gốc, độc bản, đặc biệt tượng được làm từ chất liệu đồng, là một loại chất liệu tương đối hiếm trong nghệ thuật điêu khắc Champa. Theo nhà nghiên cứu nghệ thuật người Pháp là Jean Bouchelier đã xếp pho tượng thuộc phong cách điêu khắc Hòa Lai. Qua cách tạo hình cho thấy tượng Avalokiteshvara Đại Hữu thuộc Phật giáo Đại Thừa. Dựa vào y phục, các nhà nghiên cứu cho rằng tượng Avalokiteshvara Đại Hữu mang ảnh hưởng nghệ thuật Ấn Độ Java. Tượng được xác định niên đại vào thế kỷ thứ 9, có thể nói rằng pho tượng Avalokiteshvara Đại Hữu là một sản phẩm bản địa nhưng mang ảnh hưởng nghệ thuật văn hóa bên ngoài. Qua so sánh, pho tượng Avalokiteshvara phát hiện tại Đại Hữu có nhiều nét tương đồng về tư thế và y phục với các pho tượng Avalokiteshvara khác phát hiện tại Thủy Cam Huế hay Hoài Nhơn Bình Định. Cũng cần nói thêm rằng vào tháng 6 năm 1926, nhà khảo cổ học Firey đã tiến hành khai quật khảo cổ học tại Đại Hữu và đã phát hiện các nền móng kiến trúc cho thấy rằng phế tích Đại Hữu trước đây là một quần thể kiến trúc
có quy mô lớn. Kết hợp với pho tượng Avalokiteshvara Đại Hữu được phát hiện đã chứng minh rằng phế tích Đại Hữu là một trung tâm Phật giáo lớn tại khu vực Bắc Champa. Trong dòng chảy lịch sử của vương quốc Champa, đặc biệt dưới vương triều Indrapura cuối thế kỷ thứ 9, cuối thế kỷ thứ 10, Phật giáo đã phát triển mạnh mẽ. Tại vùng đất Quảng Bình, ngoài địa điểm Đại Hữu, còn có các di tích Phật giáo của Champa như tại Mỹ Đức, Động Phong Nha. Và pho tượng Avalokiteshvara Đại Hữu là minh chứng quan trọng và đầy thuyết phục cho thấy vùng đất Quảng Bình có thể xem là trung tâm Phật giáo quan trọng thứ hai sau trung tâm Phật giáo Đồng Dương ở Quảng Nam. Pho tượng không chỉ mang giá trị về nghệ thuật mà còn mang giá trị về lịch sử và văn hóa. Cùng với những tượng Avalokiteshvara phát hiện tại nhiều địa điểm khác nhau thuộc vương quốc Champa, phản ánh rằng Phật giáo phổ biến khắp các cộng đồng dân cư, giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Champa xưa bên cạnh Hindu giáo. Tượng Avalokiteshvara Đại Hữu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2013. Để tận mắt chiêm ngưỡng pho tượng quý giá này, kính mời quý khách đến với phòng văn hóa Champa tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính mời.